Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy, và bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 4 tây tháng 12 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, sáng thứ bảy chúng ta lại có chương trình Tán Gẫu, tức là chương trình có nhiều đề tài khác nhau và quý vị có thể đưa những ý kiến của mình. Tuy nhiên, trước khi đi vào các cái phần mà đề tài của chúng ta thì hai cái thông báo. Cái thông báo thứ nhất là Phong đã có một cái channel phụ, và ngay trên phần đầu của live chat ngày hôm nay Phong đã đưa cái link của channel phụ lên trên đó. Thì channel phụ này có trách nhiệm là sẽ upload tất cả những cái tin tức, những bài nói chuyện của Phong mà trên channel chính không có, thì quý vị có thể qua bên channel phụ để xem. Hai channel quý vị có thể xem qua xem lại được. Riêng phần livestream vẫn làm bên channel chính, tức là bây giờ thì quý vị đang xem trên cái phần channel chính của Phong. Do đó thì quý vị nào mà chưa ghi danh thì có thể ghi danh qua channel phụ, để khi mà Phong upload lên mà nó có thì nó sẽ báo cho quý vị biết. Thứ nhất. Thứ hai là nhờ quý vị giúp giùm Phong là share cái channel phụ ra cho Phong ở trên các mạng xã hội hay là trên email, để cho bạn bè thân hữu ở khắp nơi biết được, để có thể vào đó họ có thể xem lại những bản tin mà họ không xem được trên channel chính. Đó là cái thông báo thứ nhất. Và cái thông báo thứ hai là cái đêm nhạc hội huyền thoại diễn ra tại Baby Club thành phố Houston đúng ngày 25 tháng 12, tức là ngày lễ Christmas, với sự xuất hiện của các huyền thoại âm nhạc Việt Nam Khánh Hà, Thanh Lan, Chế Linh, Hương Lan, Phượng Mai, với sự điều hợp chương trình của MC Lưu Việt Hồng và băng nhạc Prada Band. Hy vọng rằng khán giả ở Houston các vùng phụ cận có thể hỗ trợ cho cái chương trình này. Đây là cái chương trình văn nghệ đầu tiên mà Phong đứng ra tổ chức với Phượng Mai tại thành phố Houston sau gần 2 năm chúng ta không có dịp gặp gỡ nhau. Hy vọng quý vị sẽ đến ủng hộ và liên lạc vé với số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị, và đặt vé sớm để chúng ta có dịp gặp gỡ các huyền thoại âm nhạc, cũng như Phong và Phượng Mai cũng có dịp gặp gỡ lại tất cả khán giả ở khắp nơi. Và đó là cái thông báo. Và bây giờ thì chúng ta bước qua bên phần đọc comment và đề tài của quý vị nha. Tại sao hiện tại lại khan hiếm thực phẩm và thiếu hụt năng lượng? Là do chính sách năng lượng. Thứ nhất là một phần do đại dịch. Thứ hai là do việc mà siết chặt cái ống dẫn dầu Keystone của ông Joe Biden, dẫn tới tình trạng khối OPEC đã cắt giảm các cái xuất cảng về năng lượng của họ, khiến cho toàn thế giới đã bị thiếu hụt. Thứ ba là do vấn đề nhiều người còn nghi ngại, chưa muốn đi làm trở lại. Đó là ba lý do tại sao khan hiếm thực phẩm và năng lượng nha. Rồi, theo em, ông Biden không dám để mất một tấc đất của Taiwan nếu ông ta muốn ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa. Dù ông ta muốn hay không, ông ta cũng sẽ không ngồi được nhiệm kỳ thứ hai. Điều đó có thể là chúng ta thấy được từ cái chính sách bây giờ của ông ta, là chúng ta thấy rõ ràng ông ta khó thắng được nhiệm kỳ thứ hai lắm nha. Rồi, tiếp tục. Anh Phong ơi, ok, trở lại bình thường chưa? Thì có lúc nó on off, có những cái chương trình ngày hôm kia, hôm bữa thì nó chưa lên, nhưng mà chương trình tối hôm qua thì nó lại có. Tôi cũng không biết được, cho nên qua bên channel phụ của tôi để xem lại những cái chương trình mà nó không lên được channel chính thì tôi bỏ qua channel phụ. Do đó thì quý vị vào channel phụ ghi danh và share ra giùm tôi luôn. Share trên Facebook của quý vị, hay là share ở trên các cái hệ thống email mà quý vị vẫn liên lạc với nhau đó, để mọi người biết và vào nha. Ok. Rồi, good morning Phong, thanks for your last night. Chương trình Phượng Mai làm nhớ Việt Dũng quá. Ồ, yeah, bởi vì ngày 20 tây là ngày giỗ của Việt Dũng, và do đó thì tối ngày hôm qua tôi đã đưa cái chương trình cho Lưu Việt Hùng và Thảo Sương, cũng như là Hiếu Baby, làm cái chương trình đặc biệt về Việt Dũng. Bởi vì về mặt chính thì nếu mà nói là về mặt mà truyền thông thì Việt Dũng là đàn anh của tôi, Việt Dũng lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà về mặt khác thì chúng tôi lại là bạn bè và sinh hoạt chung trong rất nhiều những lĩnh vực. Đáng tiếc rằng là Việt Dũng mất sớm và cộng đồng chúng ta mất đi một nhân tài. Thì quý vị, thật sự thì chúng tôi sinh hoạt với nhau từ đầu thập niên 90, và sau này thì chúng tôi bớt gặp nhau. Khi mà Việt Dũng về chính thức cộng tác với SBTN thì chúng tôi lại ít có dịp tiếp xúc, bởi vì lúc đó cái khuynh hướng nó tương đối khác nhau.
do đó thì chúng tôi không có cái dịp gặp nhau. Tuy nhiên dù là có khác thì vẫn là bạn bè. Do đó tối ngày hôm qua thì tôi làm cái chương trình nhạc đặc biệt, bởi vì ngày 20 tây tháng 12 là ngày giỗ của Việt Dũng nha. Ok rồi, tám cái lá phiếu cuộc bầu cử được giữ lại sau 22 tháng, thời gian này còn cơ hội nào để điều tra được? No, không có 22 tháng gì cả, bây giờ đã xong hết rồi, không có lạc lật được kết quả gì cả. Bây giờ chúng ta nhắm vào phía trước, đừng có ngó vào phía sau nữa, đừng có ngồi níu kéo những cái kết quả ở phía sau nữa. Chúng ta có thể điều tra lại tất cả các lá phiếu và giám sát lại, biết được những cái lỗ hổng của nó thì chúng ta sẽ ngăn chặn, chứ không có níu kéo lại cái kết quả nữa. Và ngay cả Tổng thống Trump, ổng cũng không níu kéo lại kết quả nữa. Mặc dù ổng không vẫn thua, nhưng mà ổng cũng không níu kéo lại kết quả nữa. Và ổng vẫn đang hướng về phía trước, suốt ngày cứ níu kéo về phía sau. Đó không phải là cái cách của người Mỹ. Cách của người Mỹ là hướng về phía trước nha. Rồi tiếp tục. Wow, con mới xem livestream bên Huy Đức và chú Phong. Phong cả chú rất tuyệt vời, cảm ơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Và tôi đang nhờ Huy Đức cho tôi phép tôi lấy lại cái video đó, bỏ lên cái channel của tôi. Chắc nay mai tôi sẽ bỏ lên cái channel của tôi để cho những ai chưa xem. Tại vì thật sự hôm đó thì đáng lý tôi đang sắp xếp một cái cuộc nói chuyện trên channel của tôi kìa, nhưng mà vấn đề ở chỗ là không có giờ. Thì hôm đó Huy Đức nói thôi làm bên channel của em cũng được. Thì lúc đó thì tôi nói ok. Rồi lúc đó thì hai anh em nói chuyện về cái buổi MAGA ngày 18 tây tháng 12 sắp tới đây, ngay tại thành phố Houston. Tổng thống Trump sẽ có mặt trong cuộc rally ở đây. Thì rất đông đảo anh em ở MAGA trên toàn quốc sẽ tụ về thành phố Houston để mà dự cái lễ ra, dự cái buổi rally này. Thì ngày 18 tây là buổi rally của Tổng thống Trump, ngày 19 tây là ngày gặp gỡ của các anh em MAGA và các YouTuber MAGA ở tại Ocean Palace ở trên đường Bel Air. Thì cho đó thì ngày hôm qua anh em, ngày hôm trước thì anh em chúng tôi nói chuyện là liên quan tới việc mà tụ hội tất cả anh em MAGA trên toàn quốc về lại thành phố Houston. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái dịp gặp gỡ nhau, tâm tình và nói chuyện, và cũng như là đưa ra những cái đường hướng để tranh đấu trong cái mùa bầu cử năm 2022 nha. Rồi tiếp tục, ông Biden có cho khai thác dầu đá phiến không hay tiếp tục chương trình năng lượng sạch? Ông ta vẫn chưa cho dùng, và ông ta vẫn duy trì cái chính sách cực tả về năng lượng, tức là năng lượng sạch của ông ta. Nhưng mà giống như tôi nói, mình chưa có đủ khả năng để có được bây giờ. Có thể thúc đẩy nhưng mà không thể gấp được. Ông ta quá gấp rút trong vấn đề này, và ông ta đã tấn công trực tiếp vào ngành năng lượng truyền thống. Đây là cái sự thất bại của ông ta và khiến cho ông ta bị thua phiếu ở tại Virginia. Để như chủ thua là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Vụ thị trưởng Tạ Đức Trí không có văn phòng làm việc sao rồi anh? Ok, thì bây giờ chính thức hôm qua hôm kia thì anh Ngô Kỷ có gửi hình cho tôi. Bây giờ có văn phòng rồi, nhưng mà là văn phòng lưu động. Anh em bên đó họ hùng tiền lại mua một chiếc xe van để làm một cái văn phòng tiếp khách cho thị trưởng của thành phố Westminster, một thị trưởng lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ không có văn phòng. Và bây giờ thị trưởng Tạ Đức Trí sẽ phải ngồi tiếp khách ở trên chiếc xe này, và ông cũng sẽ đi một vòng những khu vực của thành phố Westminster để mà tìm hiểu ý dân. Đây cũng là cái cơ hội tốt cho Tạ Đức Trí có dịp, tại vì mỗi lần dân gặp Tạ Đức Trí thì lên City Hall thì lấy hẹn, còn bây giờ khỏi lấy hẹn luôn, cứ ra thẳng chiếc xe của ổng, cuối tuần là có ổng trên xe rồi nha. Ok rồi tiếp tục. Đảng Dân Chủ hay lật lọng, có khi nào Biden lật lọng Cộng sản Việt Nam không anh? Không thỏa hiệp nữa. No, tại vì Đảng Dân Chủ sẽ không lật lọng, có thể lật lọng với Cộng sản Trung Quốc nhưng không lật lọng với Cộng sản Việt Nam. Bởi vì Đảng Dân Chủ, những thành phần kỳ cựu của Đảng Dân Chủ đã nhúng chàm tội ác chung với Đảng Cộng sản trong chiến tranh Việt Nam, cho nên họ sẽ không bao giờ bỏ nhau. Còn Đảng Dân Chủ, thành các thành phần phản chiến trong Đảng Dân Chủ là thành phần đã nhúng tay vào tội ác trong chiến tranh Việt Nam, do đó họ cần phải che đậy tất cả những tội ác này. Vì vậy mà họ sẽ không bao giờ bỏ rơi Cộng sản Việt Nam cả nha quý vị. Rồi tình hình Steve Bannon thế nào rồi chú? Chưa biết, bây giờ phải chờ cái phán quyết của tòa án, tôi vẫn chưa biết được như thế nào. Nhưng mà đụng tới Steve Bannon thì đám cánh tả sẽ đụng tới một trái sầu riêng gai lắm. Steve Bannon là một và Giuliani là hai. Hai người này là hai trái sầu riêng khó đụng lắm quý vị, khó đụng vô cùng nha.
Rồi qua bên Hilton nhật ký cũng không có được Hilton nhật ký tình hình Ukraine Nga có nguy hiểm không kệ không? No, trong Hilton nhật ký tôi chưa có nói tình hình của Nga và Ukraine. Tôi những cái chương trình mà Hilton nhật ký đã có trên cả channel chính lẫn channel phụ. Quý vị có thể coi lại nha. Rồi tiếp tục anh Phong cho hỏi phong tục thờ Quan Vũ có nên không? Em thấy không, chỉ riêng người Hoa mà người Việt cũng thờ Quan Vũ. Quan Vũ là anh hùng dân tộc Trung Hoa Việt Nam có trần hưng đạo sang thờ. Cái này quý vị, niềm tin tôn giáo chúng ta không nói, tại sao không thờ kính những người mà gọi là tiền nhân trong Việt Nam mà lại thờ được Đức Phật, thờ Đức Giêsu? Đừng có đưa đem cái vấn đề chủng tộc ra trong vấn đề tôn giáo. Vấn đề tôn giáo, niềm tin tôn giáo của mỗi người chúng ta tôn trọng. Ok, quý vị có thể đối kỵ với lại chế độ Cộng sản Trung Quốc hay là những triều đại của Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam, nhưng đó là cái chuyện của giữa các cái cấp chính quyền với nhau và những chế độ cai trị với nhau. Chúng ta không thể đánh giá con người được. Và niềm tin tôn giáo, nếu mà đặt câu hỏi đó, tôi lại đặt ngược câu hỏi, vậy thì người Việt Nam sẽ không thờ Chúa Giêsu, sẽ không thờ Phật Thích Ca? Tại Phật Thích Ca đâu phải người Việt Nam, Chúa Giêsu cũng đâu phải người Việt Nam đâu. Đó là niềm tin tôn giáo của mỗi một người. Chúng ta không thể áp đặt người ta là ê đừng có thờ mấy thằng tướng Tàu. Mỗi một người có một niềm tin tôn giáo riêng, chúng ta không áp đặt nhau. Đó là niềm tin tôn giáo của người Việt hay người Hoa cũng vậy. Ok, do đó đừng có đem cái việc mà tại vì ông ta là người Trung Hoa cho nên chúng ta không thể thờ. Cái đó là niềm tin tôn giáo nó khác. Đó là thứ nhất. Thứ hai, có những người họ ngưỡng mộ cái bút pháp về vẽ vời về Quan Vũ, họ thờ đó chuyện của họ. Chúng ta không thể áp đặt về vấn đề tự do tôn giáo được nha. Ok, rồi tiếp tục. Mến chào các bạn. Ok rồi, tiếp tục nè. Ok, BS Media thấy chiếm rất nhiều bản quyền nhạc trước 75, YouTube phản hồi gì không anh? No, bây giờ sẽ làm thịt tới nó đó, nó sẽ không thoát đâu, tại vì nó đang có thái độ gian lận về bản quyền ở trong cái những cái CD nó mua, và chúng tôi đã viết thư cho YouTube và YouTube sẽ giám sát lại và có thể rằng sẽ ngưng cái robot và sẽ có thể xóa luôn cả cái trang YouTube của BS, bởi vì những cái hành động gian lận này không thể chấp nhận được nha. Rồi anh Phong cho biết thông tin buổi rally của Tổng thống Trump ngày 18 ở trên trang community của tôi, tức là quý vị vào trong trang chính của tôi bấm vào cái chữ community, tôi có cái thông báo đầy đủ của tất cả anh em MAGA, trong đó có ngày giờ, có xe đưa đón, có số điện thoại liên lạc và vé vào như thế nào. Thì ở trên cái trang community của trang YouTube chính của tôi á đã có đầy đủ thông tin đó. Quý vị thấy cái hình mà có cờ Trump MAGA đó, thì quý vị bấm vào đó thì có đầy đủ thông báo và có số điện thoại cũng như có địa chỉ và có cả đưa rước cho quý vị nữa, thì quý vị vào trong đó xem nha. Ok rồi. Anh Phong về lâu dài có ý định đào tạo nhân viên để kế thừa chương trình? Tôi nói thiệt với quý vị, tôi không có mục tiêu là nhận đệ tử. Tuy nhiên thì những quý vị nào mà theo dõi tôi 3 4 năm nay, quý vị có thể dùng cái phương pháp của tôi, tôi ý của tôi là dùng cái phương pháp của tôi để quý vị thử nghiệm trong cuộc sống của quý vị. Tôi không có ý làm thầy ai cả và tôi cũng không có khả năng làm thầy hay là đào tạo ai cả. Tuy nhiên có thể tâm tình với quý vị về cái kinh nghiệm chuyên môn về ngành truyền thông và đưa ra những cái phương pháp cho quý vị để cho quý vị tự mình học hỏi và tự mình dựa trên những cái phương pháp đó để quý vị có thể có được những cái tin tức chính xác, hay là quý vị có thể trau dồi cái kiến thức của mình. Tôi chỉ là cái người chia sẻ lại hoặc là đưa ra những cái phương pháp thôi, tôi không phải là thầy ai cả nha. Ok xin lỗi, nhưng mà có điều là ai theo channel của tôi cũng biết cái phương pháp đó rất đơn giản, đối chiếu so sánh, đó là cái quy tắc duy nhất của tôi. Ok, đối chiếu so sánh để chính mình đưa ra cái nhận định. Đó là những phương pháp mà tôi đã làm suốt mấy năm nay nha. Rồi anh Phong cập nhật cho vụ phân chia district cho khối cử tri người Việt. Hiện nay thì tới ngày hôm nay là ngày 4 Tây, thì tới ngày 6 Tây vẫn còn có comment gọi gọi vô. Thì quý vị có thể dựa trên cái clip hôm trước của tôi đó để quý vị có thể gọi trực trực tiếp vào để comment. Nhưng mà 6 Tây là hết nhận comment rồi. Và họ sẽ hoàn tất cái bản final. Theo tôi biết thì họ chơi rất là xỏ lá. Bây giờ họ lấy thành phố Garden Grove ra, họ nhét thành phố Cerritos, tức là Gando là cái nơi đông đảo người Việt nhất ở quận Cam. Thì bây giờ họ lấy ra, họ nhét vào chỗ khác.
trong khi đó họ đưa lại cho chúng ta là cái thành phố Cerritos không có bao nhiêu người Việt, toàn người Mỹ không, thì cái trò này là cái trò của đảng Dân Chủ nha. Rồi tiếp tục. Ok rồi, có vấn đề anh lại mở Facebook share cho mọi người xem. No, tôi chỉ mở Facebook khi nào mà Mark Zuckerberg bị truy tố ra tòa. Ok, tại vì Mark Zuckerberg là một kẻ đang được xem là có nhiều tội ác. Nói thẳng luôn, Mark Zuckerberg và Jack Dorsey của Twitter là hai kẻ gây tội ác rất nhiều. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những bất ổn trên thế giới. Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc bán dữ liệu của những người dân để làm giàu. Và sẽ họ phải chịu trách nhiệm cho việc mà sử dụng cái hệ thống kiểm duyệt để mà ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của người khác. Jack Dorsey của Twitter và Mark Zuckerberg, trước sau gì, tôi nói thiệt với quý vị, họ cũng sẽ bị đưa ra tòa. Bây giờ thì họ còn đang có thế, họ đang mạnh lắm. Nhưng mà cuộc đời quý vị không nói được. Cuộc đời không nói được quý vị, vài năm sau thôi thì nó sẽ khác đi nha. Rồi tiếp tục. Thân phụ của Việt Dũng khi xưa là bác sĩ, dạ bác sĩ Bảy ở đường phải có Bình Phong, khi xưa Việt Nam học trường Công giáo, lên trường Quang Minh ở đường Trần Quốc Toản 10. Dạ, thân phụ của Việt Dũng là bác sĩ Bảy nha. Ok rồi tiếp tục. Nếu chia ra Bắc Nam thì chú có về giúp đỡ lãnh đạo dân tộc miền Nam không chú? Tôi có thể giúp, nếu thật sự chia ra hai miền Nam Bắc trở lại thì tôi cũng có thể có khả năng, trong cái khả năng của mình, để giúp cho người miền Nam mình có thể có được một cái nền kinh tế mạnh mẽ, có được cái tri thức tốt và có một cái sức phát triển vô hạn định, nhưng mà với điều kiện là chia lại hai đất Nam Bắc, không còn cộng sản miền Nam, không còn cộng sản nữa, còn chia lại hai đất Nam Bắc mà miền cộng sản vẫn cai trị miền Nam thì tôi về làm gì? Tại tất cả sự đóng góp của mình sẽ vào trong cái túi của những tên cộng sản hết nha. Cái khác biệt là chia, nhưng mà ai quản trị miền Nam mới là quan trọng, chỉ cần nó không phải là cộng sản là được nha. Rồi tôi muốn cuộc chiến Biển Đông sẽ xảy ra sớm để thế giới ngã ngũ, trong khi tình hình nó còn nhiễu nhương quá, chưa chắc cuộc chiến sẽ xảy ra trên Biển Đông mà có thể sẽ xảy ra ngay trên eo biển Đài Loan. Nhưng mà việc này thì chúng ta chưa biết được, tất cả các dự đoán đều tập trung vào từ năm 2022 cho tới năm 2024. Thì bây giờ chúng ta chờ xem coi các tiên đoán của các chuyên gia quân sự có chính xác hay không nha. Rồi wow, qua lướt qua một cái là nó mất liền nha. Ok. Quyền tham chiến đã giao cho quốc Mỹ, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Mỹ trở tay sao kịp? Là giao cho quốc Mỹ là sao? Ok. Quốc hội Mỹ, ok. No. Khi mà Trung Quốc tấn công thì chỉ trong vòng vài một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ là quốc hội Mỹ sẽ họp khẩn ngay và giao quyền cho tổng thống khởi động chiến tranh ngay. Đừng nghĩ rằng là giao quyền cho quốc hội rồi bàn qua. No. Khi mà Trung Quốc tấn công rồi là coi như là trường hợp khác thì còn có thể cãi qua cãi lại. Trường hợp Trung Quốc là quốc hội Mỹ chỉ trong vòng nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ là họ sẽ call một cái session, tức là một cái phiên họp đặc biệt, và họ đưa ra quyết định là quyết định trao quyền cho tổng thống để mà khởi động chiến tranh. Đó là cái cách làm việc của Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Chính sách ba sạch của Joe Biden làm cho người dân sạch túi. Dạ. Nếu mà Joe Biden còn tiếp tục chính sách cực tả này thì dần dần trong 4 năm người dân mất sạch tài sản luôn nha. Ba Lan là nước chống cộng sản tích cực nhất châu Âu phải không anh Phong? Yes. Hiện nay Ba Lan được xem là cái quốc gia chống cộng sản gay gắt nhất ở Âu Châu và chống chủ nghĩa xã hội. Ba Lan bởi vì họ là nạn nhân trực tiếp của chủ nghĩa xã hội và cộng sản. Do đó họ là quốc gia có cái lập trường chống cộng sản khá mạnh nha. Rồi tiếp tục. Cái gì đây? Viện EBT có khó khăn hơn sau quy định mới của USCIS không anh Phong? Tôi không có theo dõi, nhưng mà những ai mà đi theo EBT thì đừng nằm mơ nữa. Tất cả cái hồ sơ EBT đó, 10 hồ sơ, ít nhất là 9 hồ sơ là gạt tiền quý vị. Ok, tại vì giống như tôi đã giải thích quý vị, các công ty bên đây cần người, nhưng mà họ cần người ngay trước mắt. Còn sở di trú họ duyệt hồ sơ của EBT là mất từ 6 tháng tới 3 năm. Tôi là chủ công ty, tôi đang cần người, tôi đâu phải chờ tới 6 tháng tới 3 năm tôi mới mướn được nhân viên. Tôi đang cần người trước mắt. Cho nên những cái hồ sơ EB3 hầu hết là, tôi nói thẳng với quý vị là
người ta gạt quý vị không? Mà cái đau ở chỗ này, nếu quý vị gửi tiền trực tiếp cho văn phòng luật sư với tên của luật sư thì chúng ta có thể khiếu nại ở trên cái state bar để đòi tiền lại, bởi vì luật sư đó có đóng bond. Nhưng mà nếu quý vị gửi tiền qua cho trung gian thì coi như quý vị không lấy được tiền, bởi vì luật sư nó nói no, anh đâu có đưa tiền cho tôi, anh đưa cho ai đó chứ đâu đưa cho tôi, thì quý vị không làm được gì hết. Nếu quý vị muốn apply những cái chương trình đó, điều hay nhất là nói rằng chúng tôi chỉ có chuyển tiền trực tiếp cho văn phòng luật sư. Tại vì lúc đó quý vị, luật sư ở Mỹ này họ họ thi cái bằng State 3, họ bị giám sát bởi State 3 và họ có cái bond đóng ở trong chính phủ. Nếu trường hợp họ làm sai thì ít nhất là chính quyền của tiểu bang họ sẽ giữ lại cái bond đó và họ trả lại tiền cho thân chủ. Và họ sẽ rút bằng luật sư nếu có hành động lừa gạt. Nhưng mà các văn phòng luật sư đó nó khôn lắm, nó đẩy cho tất cả những văn phòng trung gian làm việc thôi. Cho nên khi mà quý vị đưa tiền cho những văn phòng trung gian đó, quý vị không đòi được tiền. Dù quý vị có nêu danh đích danh luật sư đó lên, luật sư nó nói tôi lên tới tòa, ông luật sư nói anh có đích tay đưa tiền cho tôi không? Câu trả lời là không. Anh trả qua trung gian, những người đó mượn danh của tôi. Quý vị đừng có tin EB3, EB5 thì ok. EB5 là bởi vì có tiền. Và thứ hai, thứ ba nữa là cái EB3 đó, quý vị đi EB3, quý vị có thật sự qua Mỹ để làm việc không? Hay là quý vị là dân có tiền có bạc muốn lợi dụng EB3 để được định cư tại Hoa Kỳ? Đó là hành động lừa gạt sở di trú. EB3 là cái chương trình dành cho những người lao động nghèo và không có khả năng chuyên môn làm việc ở những công việc nặng nhọc ở đồng áng, ở công trường xây dựng. Và sau 3 năm, sau 2 năm họ sẽ được duyệt xét, nếu họ có giữ tín dụng tốt này nọ thì họ sẽ có cái quyền định cư tại Mỹ với cái thẻ thanh, cái thẻ xanh, tức là quyền cư trú vĩnh viễn. Còn quý vị đóng 60-70 ngàn cho một hồ sơ, quý vị dư giả tiền, quý vị đâu cần phải đi làm lao động kiểu này. Rất rõ ràng, tức là cái chương trình EB3 nó chỉ là đội lốt để đưa người qua Mỹ hợp pháp thôi, chứ nó không phải là một cái thật sự đi kiếm nhân công cho nước Mỹ. Ok rồi, wow, em tải mạng mới của tổng thống Trump social media không tải được, xem cho kiến chưa? Cái Trump social media vẫn chưa ra đời, đây chỉ là mới có pre gọi là gì, pre register thôi, tức là ghi danh trước thôi. Tới trong cái tam cán nguyệt đầu tiên, tức là 3 tháng đầu tiên của năm 2022 thì nó mới chính thức ra. Còn bây giờ đang trong tiến trình làm việc, ngay cả tôi cũng còn chưa có, mà chúng ta chỉ có ghi danh trước thôi chứ chưa có vào được trong cái mạng đó. Tại vì nó sẽ chính thức được launch, tức là nó chính thức được phát hành vào tháng vào 3 tháng đầu năm. Họ nói là tam cá nguyệt đầu tiên nha. Hình như ngày 18 tháng 12 ở Houston chỉ là live show chứ không được gọi là rally em phải. No, người ta đã ghi danh rất là nhiều. Cái ngày đó là cái ngày rally luôn. Ở Houston và ngày hôm sau thì ở Dallas nha. Rồi tiếp tục. Wow. Tại sao cộng đồng Việt Nam mình đều ủng hộ Tổng thống Trump mà lại đấu đá nhau chặn hãng như người Vũ? Đơn giản thôi. Tại vì thứ nhất tôi đã nói với quý vị là trong một xã hội dân chủ, tức là điều hành theo bộ máy dân chủ, sẽ không có việc mà gọi là ý kiến đúng một hướng, mặc dù có thể có cùng một mục tiêu. Thứ hai là đừng expect sự đoàn kết trong một xã hội dân chủ. Còn chuyện bất đồng mà nói qua nói lại là chuyện bình thường luôn. Chỉ là gì? Ở trong Việt Nam không có bị cộng sản nó dẫn đi một mối, tức là lúc nào cũng định hướng một chiều hết. Cho nên không có sự phản kháng và không có sự đối kháng. Cho nên quý vị cảm thấy lạ lùng bởi những cái ý nghĩa, những cái tư tưởng chính trị gọi là xung đột với nhau, cãi qua cãi lại hay là chửi qua chửi lại. Nhưng mà trong một xã hội dân chủ đó là chuyện rất bình thường. Mỗi ngày đảng Dân Chủ vẫn chửi đảng Cộng Hòa, đảng Cộng Hòa vẫn chửi đảng Dân Chủ. Thì trong cộng đồng cũng vậy thôi. Chỉ có xã hội một đảng cai trị, nó định hướng tất cả mọi người phải đi theo một hướng của nó, thì mới không có sự cãi vã thôi. Rõ ràng là như vậy nha. Cho nên phải học cái quy tắc dân chủ đã. Quy tắc dân chủ là mỗi người một suy nghĩ, không thể áp đặt ai. Ok. Rồi wow, lướt qua một nhiều một số những cái ok. Wow,
Có cách nào hay luật nào để cấm đảng Dân Chủ hoạt động chính trị không? No, nước Mỹ không có cấm ai hoạt động chính trị cả. Nền chính trị nước Mỹ mạnh ngày hôm nay là nhờ quyền tự do chính trị. Nhờ có quyền tự do chính trị. Ngay cả đảng Cộng sản là chủ nghĩa Cộng sản là kẻ thù của nước Mỹ. Nhưng ngay trong nội địa nước Mỹ vẫn có đảng Cộng sản như thường. Đó là quyền tự do chính trị của mỗi người. Không thể cấm người ta được. Đây không phải xứ Cộng sản. Ok, quyền chính trị là của mọi người. Chủ nghĩa Cộng sản trên quốc hội vẫn là một cái kẻ thù của Hoa Kỳ. Nhưng mà ngay trong nội địa nước Mỹ, ở Colorado và ở Portland, toàn là thành phần đi theo chủ nghĩa Cộng sản không? Và đảng Cộng sản luôn. Thì quý vị thấy đó, tại vì sao? Xứ Mỹ là quyền tự do chính trị nha. Ok, rồi tiếp tục. Nếu có chiến tranh xảy ra, quân đội Việt Nam có hỗ trợ quân sự Trung Quốc không anh? Hãy đứng đứng ngó. Tôi nghĩ những người đi theo quân đội Việt Nam sẽ không giúp cho Trung Quốc, nhưng mà những người là có thẻ đảng, tức là đảng viên đảng Cộng sản nằm trong quân đội của Cộng sản Việt Nam thì sẽ giúp cho Trung Quốc. Phải phân biệt rõ ràng, nếu quý vị đại chữ thì phải phân biệt rõ ràng quân đội Cộng sản Việt Nam chứ không phải là quân đội của người dân Việt Nam. Quân đội của người dân Việt Nam không những không giúp Trung Quốc mà còn đập Trung Quốc nữa. Nhưng mà quân đội Cộng sản Việt Nam thì sẵn sàng làm công cụ cho Cộng sản Trung Quốc. Rõ ràng như vậy nha. Rồi tiếp tục. Wow. Anh đánh giá sao nếu Tàu Cộng có ý định tấn công Đài Loan? Không phải có ý định mà nằm trong chiến lược rồi. Và nằm trong lời cam kết của Tập Cận Bình đối với cái nội bộ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tức là Tập Cận Bình để có thể dọn con đường cho ông ta có thể cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa. Lời cam kết của ông ta trong cái hội nghị trung ương 6 là ông ta sẽ thống nhất Đài Loan. Đó là ngôn ngữ của ông ta, tức là đánh chiếm Đài Loan đó. Thì nó sẽ happen. Thì bây giờ đánh nghĩa sao? Cuộc chiến này là cuộc chiến đối đầu giữa một cái trật tự mới và một cái guồng máy đang tìm cách thao túng khu vực và bành trướng ở khu vực. Đó là cuộc đối đầu của hai hai cái cực này nha. Rồi tiếp tục. Ai và cấp nào có thẩm quyền xóa bỏ tòa án tối cao của liên bang? Không ai có hết. Quyết định của tòa án tối cao của liên bang, tức là tối cao pháp viện, là không còn ai có thể có quyết định phủ quyết hết, kể cả quốc hội luôn. Bên hành pháp, bên lập pháp đều không có quyền. Và khi mà tối cao pháp viện đưa ra cái phán quyết rồi thì coi như là xong. Trừ khi vài chục năm sau cũng chính tối cao pháp viện lật đổ phán quyết của họ. Chuyện này đã từng xảy ra. Ví dụ như là năm 1800 mấy 900 thì có một cái phán quyết đã được đưa ra. 100 năm sau cũng trên tối cao pháp viện, những người ở thế hệ sau này họ có cái quan điểm khác, họ có thể đưa ra cái phán quyết lật đổ cái phán quyết cũ thôi. Nhưng mà là trong tối cao pháp viện. Còn không có ai có thẩm quyền lật đổ tất cả những phán quyết của tối cao pháp viện hết. Đó là cái cơ quan tối cao nhất của đất nước này nha. Rồi, wow, lướt qua cái bạn cơ chế trưng cầu dân ý ở Mỹ không? Cảm ơn. Đơn giản lắm, tức là có một cái và một cái dự luật nào hay là một cái điều gì đó thì họ sẽ đính kèm trong cuộc bầu cử. Trong cuộc bầu cử 2 năm một lần hoặc là 4 năm một lần, hoặc là họ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đặc biệt, thì lúc đó tất cả những người có quốc tịch đều có quyền tham gia bỏ phiếu cho đó. Ví dụ như năm 2018 quý vị còn nhớ, thì lúc đó California đã cho trưng cầu dân ý về vấn đề hợp pháp hóa cần sa, nên hay không nên, thì quý vị để yes hay no. Thì cuối cùng thì dân chúng ở California họ chấp nhận cho hợp pháp hóa cần sa, thì nó trở thành luật, tại vì do chính dân chúng bỏ phiếu, thì đó gọi là trưng cầu dân ý. Tất cả người dân có đầy đủ quyền đi bầu đều có thể chọn, và có một số luật họ cho phép người dân bỏ phiếu đó. Ví dụ như là họ đưa ra trưng cầu dân ý là có nên hay không nên gọi là giám sát cái quyền hạn của cảnh sát, thì sẽ do người dân bầu, thì đó là gọi là trưng cầu dân ý nha. Rồi, wow, lướt qua những cái ok.
Anh Phong có tin về Trung Cộng hôm qua cúp điện tại Phúc Kiến để tập để diễn tập về chiến tranh. Em đang ở Đài Loan. No, cúp điện từ mấy bữa trước rồi. Mấy bữa trước là cư dân mạng của Trung Quốc đã bị cúp điện bất ngờ để đối phó với lại tình trạng có thể có chiến tranh xảy ra. Và họ đã cúp, không những cúp điện mà còn cúp luôn cả internet nữa. Là cái cuộc tập trận ở ngay trên trong tỉnh Phúc Kiến của Trung Cộng, là họ thực hiện cái kịch bản xấu nhất là lỡ như mà trạm điện bị mất điện hay là internet không liên lạc được, trạm phone không liên lạc được thì họ đối phó như thế nào. Thì đây là cuộc tập trận, nhớ nha, đây gọi là cuộc tập trận, đừng có bắt chước mấy Việt Cộng gọi là cuộc diễn tập gì cả nha. Ok rồi, tiếp tục nha. Những cái nhân vật nào mà nó không có liên can tới cái channel của tôi thì đừng nhắc ở trong đây. Ở trong đây tôi chỉ nhắc những YouTuber nào thuộc những nhóm anh em của chúng tôi thôi. Ok, đừng có nhắc những YouTuber khác ở trong đây là tôi sẽ cho cái bị đi luôn đó nha. Ok. Rồi tiếp tục, Nga dàn quân và tiến trình quân sự ở biên giới Ukraine có phải là sự bắt tay với Tàu để thế giới chú ý vào Nga làm bình phong cho Tàu đánh Đài Loan không phải không? Đây là cái tính toán của Putin. Theo lời cáo buộc của ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, là ông nói rằng tuần này đáng lý đã có một cuộc đảo chánh với sự hỗ trợ của quân sự Nga. Nhưng mà cái cuộc đảo chánh này đã bị phanh phui kịp thời. Trên cái việc dàn quân ở ở phía biên giới của Ukraine là do phía Nga thì đổ thừa là bởi vì NATO đã có thêm lực lượng quân sự ở khu vực vùng Hắc Hải. Do đó Nga dàn quân để bảo vệ quốc phòng của họ. Ngược lại, NATO và Zelensky thì cáo buộc là Nga đang có ý định xâm chiếm Ukraine. Thì hai bên đều tố cáo lẫn nhau. Thì chúng ta chưa biết được như thế nào. Tuy nhiên, giới truyền thông cánh tả và Joe Biden đang thổi phồng rất nhiều những cái tin tức liên quan tới Nga. Đó là sự thật nha. Rồi, cộng đồng người Latin và cộng đồng người Hoa bên Mỹ có ủng hộ cho đảng Cộng hòa không? Yes, bây giờ là cộng đồng Latino. Vừa rồi tôi có làm cái tin đó. Cộng đồng Latino, cái mức ủng hộ của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đã lên tới 28%. Còn cộng đồng người Hoa thì chia ra, nếu mà là người Hồng Kông và người Đài Loan thì họ ủng hộ rất mạnh mẽ cho cái chủ trương của đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump. Nhưng nếu cộng đồng đó là cộng đồng người Hoa từ Trung Quốc, từ Trung Quốc và từ Singapore và từ Malaysia thì họ lại có khuynh hướng ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Còn cộng đồng người Hoa gốc Đài Loan và Hồng Kông thì họ ủng hộ mạnh cái chính sách mạnh mẽ và cứng rắn của đảng Cộng hòa nhiều hơn nha. Rồi, lướt qua, ok. New York có thể năng trở thành red state không anh Phong? No, khó lắm. Cái gì chứ mà quý vị nói tới California và New York đó là impossible. Tôi dự đoán trong vòng 100 năm nữa, New York cũng chỉ là blue state chứ không thể là red state được. Bởi vì có thể có ông thống đốc người đảng Cộng hòa, nhưng mà tất cả quản trị và guồng máy từ trên xuống dưới là blue hết. Rất khó nha. Rồi tiếp tục, có diện lao động trí óc cụ thể là dân IT nhiều, cháu muốn hỏi việc này khó khăn không nếu đi du học rồi tìm việc làm chứ không hẳn là EBT là lừa đảo. Cháu không hiểu EBT là gì hết. EBT là dành cho những người không có khả năng chuyên môn, làm việc ở ngoài đồng áng và làm việc ở ngành xây dựng, dùng bắp thịt của mình nhiều thì nó gọi là EBT. Còn những người mà có chuyên môn họ đi cái dạng chiếu kháng khác, về dân IT hay gì đó là đi theo cái dạng chiếu kháng khác. Nhưng bây giờ đó thì nói thẳng với quý vị luôn, sau cái đại dịch đó thì dân IT được thuê mướn rất nhiều bởi các công ty của Mỹ nhưng không cần tới Mỹ làm việc. Họ có thể làm việc ngay ở quốc gia của họ chứ không cần tới Mỹ làm việc nữa. Tại vì sau cái đại dịch, các công ty lớn về kỹ thuật đó họ đã có một cái system và họ đã có cái hệ thống để mà bà có thể tạo ra việc làm và cho công ty của họ mà không cần phải tới Mỹ để làm việc. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, hầu hết các cái hồ sơ EB3 tôi đã nói với quý vị rồi là những công việc đồng áng hay xây dựng. Ví dụ nè, ông Joe Biden vừa ký một cái ngân sách 1.200 tỷ Mỹ kim để tái xây dựng tất cả các hạ tầng cơ sở của nước Mỹ, thì cái công việc của ngành xây dựng sẽ mở ra rất nhiều. Tại vì xây dựng là cầu cống, đường xá, rồi đường rầy xe lửa, xe cao tốc rất là nhiều.
Nhưng mà đa số ông ta nhắm vào cộng đồng Latino, tức là người của Honduras, Guatemala, Mexico, rồi Colombia. Ông ta nhắm vào cái cộng đồng ở phía Nam Mỹ và Trung Mỹ để họ có quyền làm việc ở Mỹ, chứ ông ta không có nhắm vào cộng đồng gốc Á. Và cái ngân sách này là 1.200 tỷ Mỹ Kim, thì các công ty ở Mỹ sẽ nhận đấu thầu để mà nhận cái shop đó từ tiểu bang hay từ địa phương, thì họ thuê mướn những người nhân viên ở tại địa phương, mà nếu không đủ thì họ xin phép được đưa những người từ ở những quốc gia Trung Mỹ qua để thực hiện các dự án này. Do đó quý vị mà nói đi EBT á, mà quý vị nộp tiền trước, thứ nhất là lừa gạt, tại vì quý vị không có mục đích qua Mỹ để làm việc. Quý vị qua Mỹ mục đích là quý vị lấy cái quyền cư trú vĩnh viễn, trong khi cái mục đích của EBT là qua Mỹ làm việc ở những ngành này, rất rõ ràng nha. Rồi tiếp tục. Wow, có phải cuộc cách mạng văn hóa triệt tiêu dấu ấn của Sài Gòn của Việt Cộng vẫn đang diễn ra thông qua phá thương xá, chặt hết cây xanh toàn Sài Gòn không? Đó chỉ là một phá thương xá, là nó phá đi những di tích của miền Nam để nó cố tình nó xóa cái dấu vết của miền Nam ngày xưa. Còn chặt cây là chẳng qua là gì quý vị, những cái cây đó ảnh hưởng tới những cái cuộc xây dựng của nó, và giá trị của những cái cây bán ra tiền nhiều lắm, cho nên nó làm như vậy thôi. Ok, nhưng cái mục đích của nó là xóa tất cả những vết tích của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó gồm có ngôn ngữ và những di tích lịch sử, thì nó đang dần dần nó làm chuyện này nha. Rồi, wow, lướt qua của các bạn ca hôm nay vô khá nhiều nha. Rồi tiếp tục. Để tôi coi coi. Ok, ví dụ trong tòa án tối cao có một vài người ăn hối lộ của Trung Quốc, họ cố tình xử sai nào cấp quyền chống bản án đó, vậy cấp nào xét lại bản án đó? Không có ai không hiểu được là tòa án tối cao là cái gì thì đặt câu hỏi đã sai vấn đề. Ok, ở hệ thống ở Mỹ thì nó có ba cấp tòa án. Thứ nhất là tòa sơ thẩm, thứ hai là tòa trung thẩm, và thứ ba là tòa thượng thẩm. Thì tòa thượng thẩm chúng ta gọi là tối cao pháp viện. Ok, thì mỗi tiểu bang đều có ba, mỗi tiểu bang và liên bang, cả tiểu bang liên bang đều có ba cấp này. Thì ở tòa sơ thẩm thì sẽ được duyệt xét bởi một chánh án hoặc là có 12 bộ thẩm đoàn. Nếu như cái vụ án nó xét xong mà không có, mà cái phía bị thua mà không đồng ý, họ sẽ nộp đơn lên tòa kháng án, tức là tòa trung thẩm. Thì khi lên tới tòa kháng án là ba quan tòa sẽ duyệt xét. Ok, rồi nếu như tòa kháng án mà không xong nữa thì đưa lên tối cao pháp viện, là chín quan tòa sẽ duyệt xét. Một vài người trong đó là như thế nào? Một vài người trong đó ăn tiền của Trung Cộng, nhưng mà bảy tám người trong đó không ăn tiền thì vẫn như không thôi, tại vì lên tới tối cao pháp viện tới chín quan tòa xử lận, chứ không phải một quan tòa. Đó là quyết định của tối cao pháp viện. Ok, và trong đó không có Trung Cộng nào có thể xen vào được. Thứ nhất, ai mà ngồi được ghế chánh án của tối cao pháp viện cấp liên bang là tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử, do đó họ ngồi suốt đời luôn, ngồi tới khi chết, trừ phi họ từ chức thôi, tại vì đó là danh dự cả một đời, nó không thua gì cái ghế tổng thống cả quý vị, nó không thua vì gì ghế cái tổng thống cả. Và thứ hai là tất cả những cái chi phí hay là những cái tiêu xài của họ mỗi 3 tháng là họ phải nộp cái bản báo cáo đó cho phía quốc hội để xác nhận rằng họ không có những cái chi phí, thậm chí là quý vị tín dụng mà yếu cũng sẽ bị khiển trách, chứ đừng có nói tới là lấy tiền của người khác. Ok, tín dụng mà yếu thôi đó thì đừng là cũng đã bị khiển trách rồi, chứ đừng nói tới người khác. Và cuối cùng, trong tối cao pháp viện, quý vị hỏi rằng có chính trị tác động hay không, câu trả lời của tôi là có. Ví dụ như bây giờ trong tối cao pháp viện là 6 người bên bảo thủ, 3 người bên liberal, tức là bên cấp tiến, mặc dù trong đó có một ông bảo thủ bây giờ ông nghiêng qua bên phía cấp tiến, nhưng mà là cái sai biệt của nó là 5-4 nếu mà chúng ta nhìn thực tế. Còn nhìn thực tế, nhìn mà một cách tổng quát thì là 6 bảo thủ, có nghĩa là 6 thành viên của phía bảo thủ, mà có quý vị có thể gọi là đảng Cộng Hòa cũng được nữa, nhưng mà thật sự không phải là đảng Cộng Hòa. Ở trong tối cao pháp viện chỉ có hai khuynh hướng chính trị là bảo thủ và cấp tiến mà thôi, thì tùy theo, còn họ dựa trên luật pháp họ làm việc, còn cái nào dựa trên quan điểm
cái nào mà dựa không còn lệ thuộc vào luật pháp đó, thì lúc đó sẽ dựa trên cái chủ trương quan điểm của họ. Ví dụ phá thai, những người binh vực phá thai thì đó cho đó là quyền của phụ nữ, còn những người chống phá thai thì bảo vệ cho sự sống của các trẻ em trong cái bào thai, trong cái bào thai, thì đây là nó thuộc về khuynh hướng chứ nó không còn nằm trong luật pháp nữa. Thì do cái phán quyết của những người ở trong tối cao Pháp Việt, họ đưa ra cái phán quyết như thế nào là phá thai hợp pháp hay không hợp pháp, thì đó là họ dựa trên cái quan điểm. Tại vì cái việc phá thai không phá thai, còn nếu mà xét xử một vụ án thì họ chỉ dựa trên bằng chứng, nhân chứng và vật chứng thôi nha. Ok, để quý vị hiểu rõ cái hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ đã nha. Rồi, cho câu hỏi, nếu đồng crypto nếu được hợp pháp hóa thì đánh thuế thế nào, bởi vì giá trị đồng crypto liên tục biến động, khi mà có khung luật pháp dành cho nó thì chắc chắn sẽ có ngạch thuế dành cho nó. Bây giờ đã có rồi, bây giờ ở Mỹ đã có rồi. Ví dụ như quý vị xài tiền đồng crypto ở trên trời, quý vị mua bán trên trời thì quý vị không có đóng một đồng thuế nào hết, nhưng mà từ đồng crypto đó quý vị lôi xuống thành tiền mặt ở dưới, tức là thành tiền Mỹ kim đó, là quý vị sẽ phải đóng thuế. Ok, mặc dù bây giờ nhiều quốc gia chưa đủ cái khung luật pháp dành cho đồng crypto, tức là đồng tiền điện tử, nhưng mà tôi nghĩ trong vòng 1 tới 3 năm họ sẽ có đầy đủ hết, và họ phải giám sát chặt chẽ cái việc mà chuyển ngân của đồng crypto. Ok, rất là rõ ràng nha. Rồi, mô hình phát triển Việt Nam rồi sẽ đi về đâu, nếu độc tài hiện tại hết thời thì sẽ chọn độc tài kiểu gì? Thì tôi nói quý vị, nếu cái chế độ bây giờ vẫn cai trị thì quý vị vẫn chết chết không chết mà sống không sống, nằm lưng chừng ở giữa, không có gì khác hết nha. Rồi, rồi tiểu bang dân chủ chia chác tiền bạc quyền lợi quyền lực cho những cử dưới quyền nên họ làm theo chứ không phải họ đoàn kết. Vấn đề là bản chất nó là như vậy, tức là khi mà họ nắm quyền thì họ sẽ lấy ngân sách của chính quyền liên bang để mà chi trả cho những cái guồng máy làm việc cồng kềnh của tiểu bang hay là của chính phủ địa phương. Đó là cách của đảng dân chủ, họ tạo ra một cái guồng máy rất cồng kềnh và thu nhiều người vô làm việc, cho nên những người làm việc cho chính phủ đa phần 60-70% là những người đi theo khuynh hướng của đảng dân chủ, tại vì họ cần giữ cái việc làm ở trong cái guồng máy đó, cho nên là họ sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng dân chủ là như vậy. Còn đảng Cộng hòa, chủ trương của họ là một chính phủ gọn nhẹ, không tạo ra cồng kềnh để làm phiền dân và giảm đi cái ngân sách tiêu xài của chính phủ. Do đó những người mà thích làm việc cho chính phủ á, ngồi sáng vác ô đi tối vác ô về, có đầy đủ bảo hiểm lương cao đó, thì nó không thích đảng Cộng hòa. Nó vô đó là nó chỉ canh đảng Dân chủ lên, là nó có chóp thơm ở trong chính phủ, nó làm một cái thời hạn 3 4 5 8 năm gì đó là chóp thơm lắm. Cho nên quý vị, đó là cái cách mà đảng Dân chủ họ dùng để lấy phiếu người khác nha. Rồi tiếp tục, anh nghĩ sao về CEO Amazon tặng 100 triệu cho quỹ Obama? Đó là lời cam kết của Jeff Bezos. Jeff Bezos đã từng cam kết với Obama, nếu Obama vận động thành công cho Jeff Bezos giựt đi cái job cung cấp cloud cho Bộ Quốc phòng từ Microsoft, thì bù lại Jeff Bezos sẽ đóng góp vào quỹ Obama 100 triệu Mỹ Kim. Và cuối cùng thì quý vị, Bộ Quốc phòng đã cắt bỏ cái hợp đồng với lại công ty Microsoft để thực hiện cái cloud cho họ, và chuyển cái đó qua cho công ty của Jeff Bezos Amazon. Do đó đây là cái sự trao đổi chính trị giữa Jeff Bezos và Obama nha. Rồi tiếp tục, văn học sử thi ca lồng phím có thể nói về cuộc đời binh nghiệp của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ được không anh? Chưa biết được, tôi cũng chưa biết chiều nay tôi làm cái gì nữa, tôi làm cái gì nữa, bởi vì bây giờ thì làm chương trình này quý vị, sau đó là cái chương trình đặc biệt, và chiều tối nay tôi lại làm chương trình văn học sử thi ca lộn phím từ California, tại vì ngày hôm nay tôi bay về California nha. Rồi tiếp tục, EBT hay như thế nào nó cũng muốn ở lại Mỹ thôi, em cũng vậy, anh giống anh thôi anh Phong à, muốn đến Mỹ bến bờ tự do, thì nhưng mà em đáng chịu, có nghĩa là em dùng tiền để em mua một cái vị trí ở Mỹ, chứ em không phải đến đây đóng góp cho sự thịnh vượng của nước Mỹ.
và đáp ứng cái nhu cầu của nước Mỹ. Em đi sai ý nghĩa thì em đừng có hòng có cửa vào nước Mỹ. Ok, phải đi đúng cái ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của nó là đưa nhân công vào làm việc trong các ngành xây dựng và các cái ngành bị xem là thiếu hụt nhân công, mà những người mà gọi là không có khả năng chuyên môn. Còn em đi với cái mục tiêu để có được cái quyền định cư tại Mỹ, em đã sai mục đích rồi. Cho nên nếu anh là sĩ quan sẽ di trú thì anh sẽ đóng đinh em vĩnh viễn khỏi vào Mỹ luôn. Nói thẳng luôn, anh sẽ đóng đinh em vĩnh viễn khỏi vào Mỹ luôn. Tại vì anh đứng trên cái quan điểm của người Mỹ, anh đứng trên cái sự cần thiết của nước Mỹ, chứ anh không phải đứng trên cái nguyện vọng của em nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, cái gì việc à, cái gì à? Việt Nam Cộng Hòa có hiệp định Paris 1973, lúc đó Việt Nam Cộng Hòa có đồng minh sao không gì vậy? Đồng minh là không gì, giúp đỡ là gì, không hiểu luôn. Ok, hiệp định Paris là do phía của cộng sản sử dụng cái đồng minh của họ là Pháp và một số quốc gia khác ép Việt Nam Cộng Hòa ký vào cái hiệp định Paris, nhưng mà cuối cùng chính cộng sản là những kẻ thất hứa. Bây giờ có nhắc lại đi nữa thì đó là một cái bước thiệt thòi của chúng ta, tại vì lúc đó người Mỹ cam kết rút quân khỏi Việt Nam dưới sức ép của Đảng Dân chủ tại Quốc hội. Hiểu được hiệp định Paris, hiểu được nguồn gốc của nó rồi hẳn nói chuyện nha. Rồi tiếp tục. Wow. Một đất nước có người dân, khi đất nước bị bất kể một thế lực nào làm cho người dân đau khổ, nguy cơ mất nước, thì buộc người dân phải đứng lên bằng mọi giá, chết cho đời sau được hòa bình, đúng không anh Phong? Tôi không biết, nếu mà là ngày xưa thì nó là như vậy, còn bây giờ đối với dân Việt Nam họ thà chết làm trong nô lệ chứ họ không chịu đứng dậy, tại vì họ đã bị cái văn hóa sợ hãi của cộng sản gieo rắc, họ hèn tới mức là họ nước ngập tới rồi họ sẵn sàng họ chết luôn chứ họ không dám đứng dậy phản kháng. Bây giờ dân Việt Nam bây giờ là như vậy, còn ngày xưa thì dân Việt Nam không có như vậy. Ngày xưa dân Việt Nam là sẵn sàng đứng lên phản kháng, còn bây giờ thì nó khác rồi nha. Rồi rồi đề nghị nhiều quá, làm chương trình lịch sử Việt Nam trước 75 với học giả Đỗ Thông Minh VN. Chú Phong ơi, anh Đỗ Thông Minh có nhiều kiến thức nhưng mà cái kiến thức của anh vẫn là cái kiến thức suy diễn và nhìn nhận vấn đề theo cái mà anh ta gọi là cấp tiến, cấp tiến. Nhưng mà tôi thì tôi không có cái chung đường với Đỗ Thông Minh, tôi vẫn là một người bảo thủ, Đỗ Thông Minh vẫn là một người cấp tiến, cho nên tôi không thể làm chung với anh được. Bởi vì có những cái ảnh đưa ra những cái ảnh là một người rất là có khả năng, nhất là về ngôn ngữ, tôi rất phục ảnh về ngôn ngữ, nhưng mà hai khuynh hướng khác nhau không thể ngồi chung với nhau được, hai khuynh hướng khác nhau không thể ngồi chung với nhau được nha. Ok, rồi tiếp tục. Rồi lướt qua những cái hỏi những cái chuyện sầm 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 bá láp liên quan tới mấy Việt cộng thì tôi không trả lời nha. Ok, cháu thật sự muốn tới nước Mỹ làm việc cống hiến cho nước Mỹ, cụ thể là ngành lập trình theo chú cách nào khả thi nhất? Đơn giản thôi, cháu có thể apply và làm việc ở nước ngoài trước. Sau một quá trình cháu làm việc cho một công ty ở nước ngoài, từ ở Mỹ mà cho cháu làm ở Việt Nam á, sau ít nhất 3 năm tới 5 năm họ duyệt thấy cháu làm việc tốt và có đầy đủ những cái tín dụng thì họ có thể bảo trợ cho cháu qua Mỹ. Nhưng cháu phải chứng minh khả năng và sự tín nhiệm. Thì bây giờ nhiều công ty Mỹ ở đây, công ty kỹ thuật ở đây đó, họ thuê mướn công nhân ở nước ngoài làm việc online nhiều lắm. Ok, chẳng qua là cháu muốn lên được nước Mỹ trong cái giai đoạn mà cháu muốn là cháu được. No, lộ trình tới nước Mỹ nó có nhiều lộ trình, và cái đầu tiên cháu phải học là kiên nhẫn. Cháu phải xin một cái công việc nào đó dù là lương không cao lắm ở một cái công ty Mỹ để được làm việc qua mạng, rồi từ từ đó cháu mới xin cái refer từ những công ty đó, từ những cái tín nhiệm của họ, từ cái cách làm việc của cháu. Ok, còn bây giờ khơi khơi mà cháu nói cháu muốn qua Mỹ, chú nói cho cháu biết, ở trên thế giới này 7 7 tỷ dân. Thì trong 7 tỷ dân này đó, chú nói hơn phân nửa là đều muốn tới nước Mỹ hết. Hơn phân nửa đều muốn tới nước Mỹ, anh không đi gì cháu cả nha. Ok. Rồi Việt Nam là một tiểu bá với người Chàm, người Khmer có vậy phải không anh? Ta thấy Việt Nam xưa đánh cả hai nước này.
chả là tiểu bá hay con khỉ gì hết. Cái đó là cái cách nói chuyện của mấy người Việt cộng bắt chước mấy ngôn ngữ của kiếm hiệp thôi. Cái thời điểm mà chúng ta gọi là chế độ quân chủ thì lúc đó mạnh được yếu thua, nước nào yếu bị nước khác thôn tính là chuyện bình thường của thời đại quân chủ. Nhưng sau cái giai đoạn quân chủ rồi thì nó khác. Đừng có nói là lúc đó bây giờ mình cũng bị thôn tính, mình cũng bị Trung Quốc nó thôn tính vậy. Hai nước Quảng Tây Quảng Đông của mình mà mình mất thì mình khai triển xuống hướng Nam, thì những quốc gia đó thời đại quân chủ là cái thời đại mạnh được yếu thua, cho nên chúng ta không thể nói được nha. Rồi cho con hỏi đám Shark Tank tại Việt Nam chú, theo chú có phải rửa tiền có gia sản kết xù không chú, với lại họ rửa tiền bằng cách nào vậy chú? Thật sự quý vị, đám Shark Tank đó là cái đám mà nó thẳng ra một câu, cuối cùng đứng sau lưng của nó vẫn là những ngân hàng. Đứng sau lưng của nó vẫn là ngân hàng và cái rúp cuối cùng vẫn là ngân hàng của Trung Quốc. Ok, nó rửa tiền bằng nhiều cách lắm. Nó bỏ tiền ra, nếu nó có cái giấy phép đầu tư vào nước ngoài, ở nước ngoài nó mua những cái tài sản ở nước ngoài. Trung Mỹ nghèo khó, nó mua để gì? Để nó bắt đầu nó mua rồi cái vài năm sau nó bán cái tài sản đó, nó di dân qua Mỹ. Thì khi mà chính phủ Mỹ hỏi tới tiền ở đâu ra, nó tiêu cái này, cái tài sản tôi đã có mặt ở đây, tôi bán tài sản tôi qua đây. Thì cách đó là cách chuyển tiền gọi là bất hợp pháp đó nha. Rồi ok, cộng sản miền Bắc Việt Nam trồng khoai lang thu hoạch thì khoai mì ăn bột dễ dàng rồi gì đây, nói một ngã đưa một người hoa hậu cái gì trời ơi, viết mà toàn là không có chủ ý gì hết, viết làm ơn có chủ ý để tôi đọc tôi còn nói được, chứ còn viết mà cái kiểu mà lời lời đấy lấy chuyện này nhét qua chuyện khác nhét qua chuyện kia đó, người ta đọc vô người ta không hiểu gì hết. Chịu khó tập trung viết một cái gì đó nói rõ cái ý thì nó dễ đọc hơn, còn á, viết một cái câu năm hàng chữ mà nhét đủ ý vô trong đó hết người ta không biết mình nói cái gì nha. Rồi em vợ của em mất 10.000 đó rồi gì EBT gạt người thôi ở bên Orlando đó anh. Thì tôi nói quý vị, tôi đã chứng kiến rất nhiều những người bị gạt EBT mà những người đó xứng đáng bị gạt luôn, tại vì họ nộp tiền, họ là những người có tiền bạc và họ là những người có chuyên môn, nhưng mà họ đội lốt người không có chuyên môn để đi cái chương trình này. Tôi đã nói với quý vị, cái chương trình này là cái chương trình dành cho những công nhân nghèo khổ ở nước ngoài, họ không có việc làm và họ sẵn sàng dùng bắp thịt để họ được vào Mỹ làm việc, chứ nó không phải dùng cho những người có tiền bạc. Nhưng đa số lạm dụng chương trình EBT là những kẻ có tiền bạc ở Việt Nam, ngay từ bản chất nó đã sai rồi. Thì quý vị có bị gạt tiền đi nữa thì cũng xứng đáng, là bởi vì cái chương trình này là họ dành cho những người bắp thịt, những người không có khả năng chuyên môn, họ dùng bắp thịt sức lao động của họ ở ngoài đồng áng, ở ngoài công trường. Còn quý vị đi bằng EBT qua đây cho có lệ, xong rồi quý vị suốt ngày quý vị ngồi nhà hàng sang trọng, quý vị kiếm những công việc nhẹ nhàng, quý vị chơi, rồi thậm chí quý vị còn bỏ tiền mua cái này kia để quý vị ở được 2 năm, rồi cứ có mặt ở trong cái trại gà 2 năm để đầy đủ, rồi cái nhờ ông trại gà đút tiền cho ổng, rồi ổng viết cái recommend comment tốt cho sở di trú, để rồi sau đó 2 năm sở di trú thấy là quý vị làm việc tốt ở trại gà, rồi cái quý vị được cái quyền cư trú vĩnh viễn. Nhưng mà thật sự quý vị đâu có làm việc ở trại gà, là quý vị dùng tiền để quý vị mua cái vị thế ở Mỹ, nhưng quý vị không đủ tiền để mà đi cái dạng EB5 thì quý vị lách né bằng cái chuyện quý vị đi bằng EB3, thì cái giá quý vị phải trả là bị nó gạt đáng chịu, đơn giản vậy thôi nha. Rồi tiếp tục, nếu kịch bản Trung Quốc đánh Đài Loan, anh nghĩ Nga có nhúng tay vào không, như hay là ngư ông mắc lại? No, Nga sẽ thủ lợi ngư ông, và đặc biệt Nga sẽ tấn công một số những cái đảo tranh chấp với Nhật Bản ở khu vực phía Bắc Thái Bình Dương, tại vì lúc đó Nhật sẽ phải hỗ trợ cho Hoa Kỳ và Đài Loan, thì Nga sẽ lợi dụng lúc mà Nhật đang tập trung vào cái hồ sơ của Đài Loan, Nga có thể chiếm một số những cái đảo tranh chấp với Nhật ở trên đó, thì có thể có cái này xảy ra nha. Rồi sao anh Kim nhường vậy, có ai mà không muốn được tự do? Nếu tôi thì 90% là muốn tới US Mỹ. Thì tôi nói quý vị đơn giản thôi,
Và với vấn đề ở chỗ quý vị qua đây bằng cách nào? Quý vị ba qua đây bằng một cái con đường chính đáng hay quý vị đi bằng những con đường gọi là gian manh? Hai cái khác nhau. Ngày xưa tôi cũng đi tới Mỹ, nhưng mà tôi đi bằng con đường chính đáng. Và những người sau này họ đi bằng con đường chính đáng. Còn tìm cách luồn lách gian manh để vào Mỹ thì quý vị đã gian manh ngay từ đầu thì chưa chắc quý vị đóng góp được cho đất nước này. Đơn giản vậy thôi nha. Ok. Rồi, cảm ơn Michael Trinh đóng góp 10 Mỹ Kim. Mời anh Phong ly cà phê buổi sáng cuối tuần. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Một đồng tiền điện tử Bitcoin là gì? Bitcoin bằng bao nhiêu tiền Mỹ Kim anh Phong? Hiện nay thì hình như là 60 mấy ngàn. Một đồng Bitcoin bằng 60 mấy ngàn tiền Mỹ. Theo tôi biết là cái giá bây giờ như vậy, nhưng thời gian tới thì chưa biết nha. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ kiểm soát bởi gia tộc nào đó bí ẩn phía sau mà chính phủ Mỹ không thể kiểm soát được quyền vậy? Thì cứ nghe thứ mấy cái thuyết âm mưu đi. Cứ nghe mấy cái thuyết âm mưu bậy bạ rồi đặt câu hỏi. Ngân hàng Trung ương của Mỹ, hay còn gọi là Quỹ Dự trữ Liên bang, tức là Federal Reserve, nó được thành lập bởi 13 đại ngân hàng trên toàn nước Mỹ. Tức là 13 ngàn ngân hàng lớn nhất của toàn nước Mỹ. Nó là một hệ thống tư nhân. Nhưng thứ nhất, họ có quyền in Mỹ Kim. Thứ hai là mặc dù là họ là một tổ chức tư nhân, nhưng bổ nhiệm điều hành quản trị là do chính phủ bổ nhiệm và do bên hành pháp bổ nhiệm. Quỹ dự trữ liên bang là do 13 ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ thành lập để kiểm soát toàn bộ tiền tệ. Đó là chính thức, chứ chả có một gia tộc hay gia tộc nào hết. Không hiểu về cái ngành ngân hàng thì đứng đó mà nghe. Ngành ngân hàng không có ai là ông chủ thật sự cả. Phe nào nắm nhiều cổ phần, phe đó là nắm. Mà quý vị, ở trong ngân hàng quý vị không nắm được quá 12% cổ phần ngân hàng đâu. Tôi nói thẳng luôn. Không hiểu rõ về kỹ nghệ ngân hàng thì cứ nghĩ ông đó là ông chủ ngân hàng. No. Ngành ngân hàng nó có một cái đặc biệt rất là lạ. Ok, tôi đã nhớ ngày xưa đó, tôi kể cho quý vị nghe là tôi có một hai ba anh bạn ở đây mở ngân hàng nè. Thì khi mà xin cái license, cái môn bài để mà mở một ngân hàng ở địa phương, tôi nhớ thời điểm đó cách đây khoảng mười mấy năm rồi, là họ đòi 10 triệu. Và để có được một cái môn bài mà đi nationwide, tức là toàn quốc, là 15 triệu. 10 triệu này là họ phải dùng thời gian một năm họ đi gầy vốn. Kỹ nghệ ngân hàng là phải đi gầy vốn, phải đi raise, đi gầy vốn để bỏ kêu gọi mọi người bỏ tiền vô mới thành lập được ngân hàng. Thì nhóm nào bỏ tiền nhiều thì sẽ nắm quyền quản trị. Nhóm nào bỏ tiền nhiều sẽ nắm quyền quản trị ngân hàng. Do đó, ngân hàng nó không phải là một gia tộc nào làm chủ cả. Ok, phải hiểu rõ cái hệ thống ngân hàng rồi mới nói chuyện. Chứ đừng có nói cái kiểu tầm bậy tầm bạ. Thì cái người đi gầy vốn đó, ở trong ngành người ta gọi là driver. Tức là tôi có thể tôi bỏ tiền nhưng mà tôi không phải là người có cái bằng lái. Thì cái người đi gầy vốn đó là người có môn bài. Và ông ta là người có license. Thì trong một năm đó ông ta gầy vốn để đầy đủ số vốn trở thành thành lập một cái ngân hàng. Theo quy định thời điểm đó, bây giờ tôi không biết con số là bao nhiêu. Thời điểm đó 10 triệu đô la là cho một cái chi nhánh ngân hàng ở địa phương. 15 triệu đô la là có được cái môn bài có thể mở ở trên toàn quốc. Đó là cái quy tắc để gầy vốn thành lập một ngân hàng. Ở đó mà ngồi nghe nó ngồi nó thêu dệt là gia tộc A, gia tộc B, gia tộc C làm chủ ngân hàng. Cái này là cái mấy cái thuyết âm mưu của đám QAnon đưa ra mà ngồi tin được, tôi cũng lạy luôn. Ok. Rồi tiếp tục. Thế giới chỉ làm hai cực, Tập Cận Bình cộng sản để tư bản và cộng sản để kiềm chế lẫn nhau, một nước Nga phải cả khối NATO mới có thể kiềm hãm, một Trung Quốc ngay cả Mỹ cũng phải liên kết đồng minh mới kiềm hãm được. Là bởi vì sao? Bởi vì những quốc gia mà có tiềm năng đe dọa đó, chúng ta phải huy động ở nhiều ngã. Nếu mà nói đương đầu một chọi một thì chưa chắc Trung Quốc chọi lại phía của Hoa Kỳ. Nếu một chọi một, tại Hoa Kỳ kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng Hoa Kỳ đâu có muốn đánh một mình. Đó thứ nhất. Thứ hai, nước Nga là một nước lớn, trong khi các nước quốc gia Âu Châu mỗi quốc gia có vài triệu người, thì người ta liên kết lại thành một cái liên minh để người ta đối phó với lại Nga là chuyện đương nhiên. Bây giờ một nước Âu Châu, ví dụ như nước Đức được bao nhiêu dân, nước Pháp được bao nhiêu dân so với nước Nga? Đơn giản vậy thôi nha. Ok.
Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Một lát nữa, một tiếng đồng hồ nữa Phong trở lại trong chương trình đặc biệt. Và chương trình đặc biệt kỳ này thì Phong lại nói tới những kẻ chống Trump đang chuẩn bị tổ chức giải nhân quyền ở tại Houston. Chuyện này như thế nào thì sẽ là một cái bài nói chuyện cho quý vị vào lúc 11 giờ giờ Houston, tức là 9 giờ sáng giờ California. Và xin quý vị một lần nữa là nhớ vào cái channel mới của Phong. Phong đã để ở trên cái pin của cái livestream này đó, và cái live chat này đó, để quý vị có thể vào channel mới để xem lại những chương trình mà nó không lên channel cũ được thì nó nằm ở trên channel mới, thì hai cái chạy qua chạy lại để quý vị có thể san sẻ nhau và làm việc. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái buổi sáng ngày hôm nay, và Phong trở lại trong vòng một tiếng đồng hồ nữa trong chương trình đặc biệt sáng thứ bảy. Mến chào mọi người, bye bye.